Mến gửi lời thân thương chào đến quý ông bà cô dì chú bác, anh chị em gần xa trong nước và ngoài nước. Chúc cả nhà ngày mới luôn luôn có sức khỏe dồi dào nha. Bây giờ hồi điệp lội xong qua, đóng mé ở bên kia á, hồi điệp lội xong qua, điệp lấy tô ong đó coi, thấy cũng u u đó, mà biết bị khô hay không. Với một phần nữa là thấy anh em cắt trước dài dao rồi, điệp ăn đi sau thì điệp ăn rồi dọn dẹp chén bát rửa nồi son úp lên để mai chiều cho anh em ăn trước rồi mình ăn sau nữa cũng được. Nói cho vui nghe nha, thì nói chung là ông gừng thiên nhiên, ai gặp được thì cứ bắt thôi đó. Rồi mời cả nhà lên đường nha, đường nghề mới đẹp đây. Điệp mới lên đây phát hiện tổ ong này nè nha, mà không biết nó có mặt hay không. Điệp thấy nó bự lắm nè, đó bá luôn á, mà không biết nó có mặt hay không. Điệp leo lên điệp hơi thử. Trời ơi, con dao rớt mất tiêu rồi, hư quá hư rồi, đem cục sơ dừa nó không quẹt với con dao, rất con dao mắc tiêu rồi. Tới con chuyện với con điệp này thiệt chứ, mới có mở hàng tổ đầu tiên mà con dao ông núp lùm chồm kèo là như gì nè cả nhà. Ông nó nằm lên trên cái cây kèo đi luôn á, dài lắm, con này nó dài lắm. Ông với bà cho ông xin một miếng mặt vui hà, có mặt không? Ủa cái kèo bự quá, bây giờ con hòa ừ.
Cái công việc chị cắt tới công chuyện thiệt chứ. Còn phóng hai nhiều quá. Hồi đẹp điệp chỉnh chắc được tầm giá 1 xị. Chỉnh phóng hoa lại chắc được nửa xị. Thôi kệ. Rồi, rồi đi tiếp theo cả nhà ơi. Quá. Wow. Thấy anh Định anh đạp bóng đèn bựa quá. Giờ đi lên đây là toàn mang ủng không à cả nhà. Lên cái bụi cha này hết biết kèo luôn cả nhà, ngon ngon không à, mà không thấy nó đóng. Mà thấy ở dưới này là một đống luôn. Đống bóng đèn á, bóng đèn dài có, bóng đèn tròn có. Ui. Liễn biên ở đây chắc hàng trăm cái bóng đèn. Nước lớn á cả nhà, nó đánh á, nó trao á. Nè, ví dụ như mà đi gì nè, là dẫm đi lên được hình bụng á. Có mang giày rồi nó cũng đỡ. Ở đây ông rừng thiên nhiên nha nhà. Thì ai gặp được thì bắt thì cứ đủ sức á, thì leo. Đó. Chứ ngoài ra là cùng bằng mà, không có ai gìn giữ chứ. Rồi, đi tiếp tới thằng kia thấy có cái cây thùm lùm đằng kia ngon quá mà biết có không. Cái tầng đó để băng qua đó rồi có ổ thì được quay, không có thôi đi xuống vỏ. Chứ lội đây quá trời bóng đèn nè. Khủng khiếp không? Đó. Kêu anh Định cái giò của anh Định dậy đi lên đây nè, thử sức một lần nữa. Chứ điệp giật gặp là điệp sợ rồi. Bóng đèn tròn có, bóng đèn dài có, thứ gì chịu nổi. Khủng khiếp thiệt chứ. Quá trời luôn. Nóng thù lùi à. Mà sao tay của ông nó xông hơi quá. Cao quá cao. Cái cây này giờ leo cũng mệt dữ lắm á nha. Leo đó nó trúng máy móc tùm lum hết trơn ạ. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. Cho con xin mặt ông. Cho con leo được mạnh tay phè chân nha, đừng có ông bằng nha. Cái này là cây bàng nha. Bự quá. Ôm tay luôn. Cực. Ông cái bà ơi, nương tay. Không quay được tổ ông cả nhà xem. Ồ, nó bệt thù. Leo lên đã khó rồi mà lên đây càng khó hơn nữa. Cái gì? Khó. Quá khó rồi. Trời có mặt không trời. Ồ, có mặt. Cái gì đây sao cả nhà thấy được cái đường cắt này. Ui, hồi nãy giờ điệp giặt trống lắm rồi đó cả nhà. Nó bịch quá. Lỗ này điệp phét lỗ ha. Phét lỗ cả nhà. Phét lỗ mình giữ đi lại cái tổ ong. Biết có được hay không nó nữa nè. Rớt nữa, bao nữa. Thủ cái tay sẵn đang mà chụp. Thấy tình hình này chắc rớt quá. Ôi da, quýnh trời. Tình hình rớt quá cả nhà ơi.
Vô giùm con đi. Ủ đã quá. Được. Cục mặt đã. Rác lỗ. Im. Rồi. Ba sĩ mà. Quá đã nhờ. Quá quý. Đến đó ở trên này hồi phình bụng giữ cục phong ha lại với còn một miếng mặt chui vô nách nó quýnh quá trời quýnh này. Khó quá khó rồi. Xin có nửa lít mặt quýnh như con không đẻ. Ghê lắm ạ. Bóng đèn không à. Ây da. Chạy. Má ơi quýnh. Xuống tới đất rồi cả nhà ơi. Mừng rồi. Trời ơi trời nó cháy hết trơn rồi. Còn cộng với chị một dục luôn. Ui ôi. Cái này gì cả nhà? Gỗ xưa nè. Trời ơi. Gỗ xưa ạ. Cắn queo ơi. Trời ơi. Ừ mệt. Có dám mở đi ra đâu. Ông còn bay dèo á. Trời ơi mệt cả nhà ơi. Bù đầu chứ nè. Lội nè cởi này nè. Đó cả nhà thấy không. Thứ gì chịu nổi không. Trời ơi. Vợ con đâu thấy cảnh này. Vừa về nhà đi nhậu với bạn bè. Nói này mà nói kia. Mà đi chó. Cục mà ông. Wow. Ngon không được quen được lại. Nãy chối mà mặt trời. Đó, lớp mặt là khỏe. Rồi lên đường anh em ơi. Ở đây cây cổ thụ không à. Mà sao không thấy. Có không. Con lỡ đi ngang đây nha ông cái bài. Đi kiếm mặt ông ha. Ở đây hình như là đạo Thiên Chúa. Chúa con thánh thần amen phù hộ độ cho con kiếm mật ong. Quá trời mấy cây này ở đây nó im rồi. Không thấy ta. Vô nghĩa địa. Chờ cây luôn mà không có ông. Lên đường được cả nhà. Ông bà xuất mặt mày phụ đội cho con kiếm được tổ hai tổ ông đây cho con kiếm sống đây. Màu mặt này cũng được nữa đó ta. Cô dì chú bác anh chị em nào có cần mà nhu cầu mà mua mặt còn nằm trong bầu này thì cũng có nữa nha. Hay là nửa lít gì Điệp cũng vẫn có bán Điệp dắt đi ra nha.
Trời ơi. Để sóng tàu á cả nhà, sóng tàu á mình chạy á, từ nhà Điệp đến đây mấy chục cây số rồi. Cơm từ sáng giờ. Cái tầm giấc này không biết mấy giờ đi luôn rồi đó. Cái này cũng tầm giá khoảng 11 mấy gần 12 giờ có. Nè, bây giờ chạy máy á. Bắt đầu nó dần sóng á. Cơm bên cá ở bên. Đây. 12 giờ 6 phút rồi. Rồi Điệp mời cả nhà ăn cơm nha. Rồi, có cơm mà ăn là mừng rồi cả nhà ơi. Ôi ôi. Chút mày vô đây luôn. Mời nhà ăn cơm. Trời ơi. Còn sống. Sáng đi gấp quá. Hộp gạo còn y hình. Trời. Ăn để sống. Không được rồi. Còn y hình nè cả nhà ơi. Hộp gạo á. Gạo còn y hình nè. Nó chưa được ấy. Không xong. Tại sáng đi gấp quá. Cơm dính tùm lum hết trơn. Chạy ra xong sóng đào nấy á. Mà nhà uống nước đá nha. Trang vô làm canh. Đó, gì lụm đó. Ăn cơm mà đi ngay nước đá này gạo 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 luôn á. Gạo còn cứng quá. Thôi rồi à. Tóc hành xuống mở nhà uống nước lên đường cả nhà ơi. Mắc ngạn à. Ăn biết đặng mà đi săn ong. Thời gian nó không thể nào chờ chúng ta được. Con này cũng nhỏ nha. Nhưng mà hên lên kiếm được con sị không. Đóng cây măng măng cục cũng đỡ. Rồi lụm luôn. Đóng cây măng cục. Kiếm sĩ coi. Ồ im nhiều à, nhiều à, nhiều à. Đó. Ngon lành. Hì. Quá im. Quá trời cái màu mặt ông đẹp. Màu vàng chanh.
rồi thôi điệp lụm nó đây, cắt lấy mặt cả nhà ơi. Ủa đã nửa lít tà ta phạm vô cây chút xíu. Ngon quá trời, màu mặt đã. Con xin mặt rồi, rồi sạch phóng ha luôn. Còn đây miếng chỉnh cả luôn cả nhà, chỉnh phóng hàng cái không ai xuống dưới cái đầu nó bị dập. Quá đã. Đây xuống tới góc rồi, nửa lít mặt, nửa lít cá nha, cũng được. Quá đã. Rồi xuống tới ghe cả nhà ơi. Nửa lít mặt, quá im. Lên đường thôi, chơi dơ trời biển. Quá gió rồi, giờ đi phát hiện tổ ở đây nó nở này nha. Đó mà gió quá, gió cục xe dừa nó bắt nó không đủ khối. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. Có ông này giá kiếm được nửa lít nó nữa nha, nửa lít nữa đang mà cho chẳng coi, đang tổng kết cái số mặt coi, bắt ở cồn nó vậy đó cả nhà ơi. Không có ai la gầy gì mình chứ, ai gặp được tổ ông thì bắt thôi. Tại vì ông gừng này ông gừng thiên nhiên mà, không ai nuôi nha. Ai đủ sức mạnh khỏe leo nhiều cây thì được nó nhiều mặt thôi. Cả nhà cũng đừng có gời mái nha. Khi mà Điệp còn từ đây tới chiều coi có thành quả thử coi tổng kết xuống mặt hết luôn coi được nhiều không. Ở đây chắc chuột dữ lắm ta. Tôm này thấy lớn lắm nè. Mà gió quá. Thì ta mới kiếm được cây gọi bằng lá dừa. Chứ lên đây bắt cục xe dừa chắc phình bụng mà. Ô dây nhợ gì dính ghê ông anh. Đó tụi ông ngoài đó cả nhà, tôi thấy đung đưa dữ rồi ta. Ừ, nó khó. Hồi xuống đường khác mà đi, xuống đường này dây nhợ không. Sự mệt quá, kiếm được lá dừa cho nó khối nhiều. Đi ra thôi, dây nó dính nữa nè. Nếu tôi ra có quay được tổ ong cả nhà xem không nữa. Tiêu rồi, ông nó nấp lùm. Wow, bự nha, hết hồn gió rồi.
vụ dây nhợ không, dẹt cái trống trống rồi nửa lít nữa rồi nó coi có nhộng quá trời bịch rồi, hơi khối nha, quá im, kiếm nửa lít nữa coi. Kiếm nữa. Quá im. Khoảng hoa. Có ít. Được. Nổi lết khỏe. Cạo cạo một cái sạch sạch. Quá im. Quá đã cô chú ơi. Nửa lít mật ong. Rồi, hồi xuống đi rồi để sẽ review cận cảnh thôi. Úi giời ơi. Cây mục. Làm hết hồn huynh. Leo cận cẩn thận mới được. Mình từ nghèo khó đi lên sang giàu. Vì ta phải biết quý đồng tiền xương máu. Ta đi lên bằng đôi tay của mình. Rồi, không tới rồi. Gió điệp đậu ở đây đây. Kế bên. Bắt lại thoải mái không cả nhà. Láo ôm sùm cũng thoải mái nữa. Ây da, ui. Mới xuống tới luôn. Quá đã. Này là cục phấn hoa. Bà bác ba bả đang chạy thẳng tùm lum hết trơn á. Nhưng bả quanh kia cũng có cho bả nớ. Cục này được mới cắt xuống nè. Cục này thấy vị trí nửa lết mặt cái nha, đầy ống. Sợ còn hơn nữa. Nửa lết. Chứ nửa lết, nặng lết. Cái này là ba ấy. Với cái này xị nữa cộng vô đây là lết. Lết với cái này hai nặng lết nữa. Là được hai lết mặt. Tổ đầu tiên cây bằng ngã, tổ thứ hai điệp khét lỗ, cái cây đóng cái cây gì nó cao thùm lùm quá nó quýnh tay chân sưng hết, tổ thứ ba cây mặn cục, tổ thứ tư cây đó không biết cái cây điệp bắt đang bắt đây nữa, mới bắt xuống là không biết cái cây gì nữa, điệp căng thử đó nha, nếu mà 3 kg 3 là mình trừ bọc, mình trừ bọc là cũng còn là 3 kg 2 là 2 lít á. Đây. Trời ơi. Cái gì vậy? Nặng. Này nhiều. 3 kg 7. Ồ nó cầm nó rung. 3 kg 7 nghe nha. 3 kg 7. Là hơn 2 lết mặt rồi. Bình thường là 3 kg 2. Cái cục mà ông nãy mới bắt xuống này. Ờ tổ nào ta? Tổ này không phải. Tổ này là tổ điệp khét lỗ. Này cục ong điệp mới bắt xuống nè. Đóng cái cục này nè. Cục này để cái căng ra được nửa lết mà không. Chứ thấy cầm nó nặng nặng. Cái chân móc sao mà điệu điệu quá trời vậy. Đâu vậy? Ồ hơn ký luôn, hơn 1 kg là cái cục này là được nửa lết mặt khỏe luôn, dư nữa.
đó, nói chung là cũng được nghe nha. Thì cô gì chú bác anh chị em nào mà cần mà mua mật ong còn nằm trong cái bầu như gì nè, thì xin liên hệ với Điệp trên góc phải video màn hình nha, hay là Điệp ba dắt ra vô chai nửa lít lít thì Điệp cũng vẫn có bán nha. Đó thì thành quả hôm nay Điệp đang trải nghiệm cũng được 2 lít mật ong, thì Điệp chạy dài dài đi theo cồn như gì nữa nha, chạy dài dài theo cồn như gặp bắt à, thoải mái lắm đó. Thì Điệp cũng không biết là còn gì nữa, nói chung là Điệp như mù đêm vậy. Tổ đãi người mới thì cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo nha, từ đây cho tới cho chiều, để coi coi Điệp về nhà coi thành quả có được nhiều hay không. Chứ giờ video này được Điệp bắt được 4 tô ong, cũng được 2 lết mặt, thời gian nó cũng hơi lâu đó. Thì Điệp gửi lời chị ăn chúc đến quý ông bà có gì chú bác anh chị em gần xa trong nước và ngoài nước có buổi tối xâm clip của Điệp luôn, dạ hạnh phúc yêu đương trong cuộc sống. Giờ Điệp mến gửi lời chào cả nhà, hẹn cả nhà clip tiếp theo. Điệp chào các anh em đồng nghiệp nha, các anh em chúc mừng cho Điệp nha, được 2 lết mặt ông anh em ơi, nói chung là mừng rồi đó. Điệp bye bye và hẹn gặp lại. Hên quá. Nhà thấy không, hên lắm á. Rồi thôi Điệp ốp máy, cả nhà coi xong chơi dơ chạy biển giấc này mà chạy qua bến là không dám chạy, sóng dữ lắm, sóng sát mé này chứ ra ngoài là gió thổi sóng dữ lắm. Thôi Điệp ốp máy, Điệp soạn mặt đi lại một cái rồi từ đây tới chiều Điệp bắt tiếp nha, cả nhà đã nhớ đón xem video tiếp theo nha.